Chào mừng mọi người đã đến với tập thứ 8 của Minecraft Đảo Rồng và mình là Zilcat. Ok, trước khi mà bắt đầu cái tập tiếp theo của Đảo Rồng thì mình xin nói luôn là cái con rồng lửa của mình nó một là nó bị lỗi, hai là giới hạn của cái cơ thể nó chỉ có bao nhiêu rồi nha các bạn. Và các bạn nói là cho ăn thì nó mới lớn. Và các bạn có thể thấy đó, mấy bạn comment như vậy là mấy bạn không có coi video ha. Rồi mấy bạn nói này nọ mình không biết chơi, rồi mình ngu này nọ. Nhưng thực ra ai những bạn mà theo dõi video từ đầu tới tập 8 này á thì đã biết con rồng của mình nó bị như thế nào, và mấy bạn nó không có comment. Và mấy bạn comment bắt lịch sự thì mình đã chặn lại hết. Thì hy vọng các bạn xem cái series này một cách văn minh nhất có thể nha. Ok, bây giờ chúng ta bỏ qua chuyện đó và tiếp tục thôi nào. Có nhiều bạn nói là con rồng lửa của mình là rồng hiền, con rồng lục bảo là rồng ác. Chắc mình nghĩ là cũng có thể đó. Thì con rồng lục bảo của mình đây nó đói rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ ngày hôm nay á chúng ta sẽ đi đại chiến với cái con rồng lửa. Thì cái con rồng lửa lần trước là ở cái khu vực núi bên đây này các bạn. Mình đi thẳng qua bên kia, thẳng tuốt tuốt luôn, cách khá là nhiều block và khá là xa nhà của mình. Và mình đã hứa với các bạn rồi đúng không? Và chúng ta trong tập ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đại chiến rồng lửa. Là mình nghĩ là ở đó có một cái hang ổ của rồng lửa, hơi hy vọng là sẽ tìm một cái trứng rồng lửa mới và mình sẽ nuôi nó. Ok, không phải là cái chuồng luôn nha các bạn. Cái chuồng mình nuôi nhỏ cỡ nào thì nó vẫn lớn bình thường nha. Rồi và sau khi mà mình đã chiến về thì mình sẽ cho những cái con bò này ra ngoài đây mình nuôi. Thì á, những cái con bò này nó ăn thức ăn trong cái này nè các bạn, gọi là cái khay đựng thức ăn á. Và mình để lúa và nước vào. Còn con heo thì nó sẽ sinh sống ở khu gọi là cái sình nè. Mình có thể chế tạo sình từ nước và đất ha. Rồi con gà thì mình phải làm cái tổ cho nó các bạn. Cái tổ nó thì tụi nó mới đẻ trứng ở đây được đó. Và bữa giờ từ tập 1 tới giờ mình nuôi sai cách nên là nó sẽ sống ở trong cái chuồng này khá là chật chội và nó không có sinh sản đấy. Thì chỉ bấy nhiêu thôi, bây giờ thì cắt đồ và đi lên đường tấn công rồng thôi các bạn. Bây giờ mình có thể chế tạo dây rất là dễ dàng luôn các bạn. Mình có thể làm dây từ da bò và chỉ, không cần phải bóng chất nhờn nữa đấy. Cái mod này rất là hay ha, hay là cái ở chỗ đó. Mình rất là thích. Mình nghĩ trong chuyến đi lần này á thì từ để mình cắt đầy đủ đồ vào cái đó. Rồi, đầu tiên là có cái kiếm, cái cung nè đúng không, một cái khiên, ba sợi dây, một số sợi dây đi, một ít block nè. Rồi mình nghĩ là mình nên đem thịt chắc là thịt này đi. Và một ít cái gì đây ta, lần trước mình có táo không nhỉ? Mình để mình coi, mình sẽ chế táo vàng các bạn. Tại vì đánh với con rồng nó phun lửa một phát là chết ngay. Chúng ta có ba quả táo. Bây giờ mình nghĩ là mình nên đi đào vàng thì có lý hơn ấy. Rồi chúng ta sẽ chuẩn bị theo một ít xương các bạn, xương đen để chúng ta có thể làm đồ ngay trên cái đường đó luôn ha. Một ít thịt này đi. Và mình nghĩ là nên đem theo hai miếng thịt rồng, ba miếng thịt rồng để ăn hồi sức ha. Rồi, và cái điều cần thiết là đem cung các bạn, cung và mũi tên. Tại vì con rồng của mình, con rồng lửa mình sắp chiến nó bay rất là xa, hy vọng là mình bắn trúng nó nữa này. Và một cái cúp. Ok, bây giờ mình sẽ đi đào một ít vàng các bạn. Thì lần trước là ở trong cái hang này đây, cái hang gần nhà mình đây. Đâu rồi nhờ? Hình như mình đã lắp lại rồi thì phải. Ok, mình nghĩ là nên xuống cái hang dưới nhà mình đào đi, hy vọng mình có vàng. Thì lần này chúng ta sẽ chuẩn bị thật là kỹ càng để mà chúng ta đi đánh rồng ha. Con rồng này rất là bự các bạn. Nó bự như cái con rồng đầu tiên đó. Lần này mình đã có đủ đồ nên mình chẳng sợ cái con quái nào hết. Ui, cái hang của mình hình như là nó còn sâu lắm các bạn à. Đấy. Đấy thấy không? Ui. Skeleton. Đây, lần trước mình đã xuống cái hang này và các bạn thấy vàng như các bạn. Thì ở đảo rồng này khoáng sản thì nó không có hiếm như là những cái sinh tồn bình thường. Nên là điều này là một cái chuyện bình thường, rất là bình thường luôn. Ok, xuống đào vàng thôi anh em. Đấy, các bạn thấy không? Vàng sắt mình còn không có đào. Ui. What the hell gì vậy? Ôi, khoáng sản cực nhiều. Ôi nó nổ hết một phần rồi nè, để mình đi tiếp xem coi còn. Nó dẫn ra cái hang động đằng trước các bạn. Holy crap. Nhiều thứ này làm sao mà sử dụng hết đây? Đúng là đảo rồng có khác các bạn à. Thực sự mà nói thì mình không có chép nha các bạn. Thì đây là lúc đầu mình chỉnh hơi bị lố tai ấy, nên là nó spawn ra khá là nhiều. Thì với lại một số cái bản mod của mình nó cũng tự spawn ra khoáng sản á, thì mình sẽ để link mod. Bạn nào muốn tải về á thì sẽ biết trải nghiệm nó sẽ nhiều khoáng sản như thế nào thôi ha. Và link mod mình sẽ để vào một tập đặc biệt nhất có thể. Thì các bạn đừng quên đón xem hàng ngày nha. Còn bây giờ thì chúng ta đào vàng để làm táo vàng, chuẩn bị đi đại chiến rồng thôi. Mình nghĩ là nên đào một ít thôi. Đào nhiều quá, tại vì cái cục này, vàng này cũng không có làm gì nhiều.
Ok, rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi nung vàng thôi. Đây, rồi bây giờ mình sẽ đợi nha. À, trong lúc đó mình đi đào một ít than để đào vàng, nung vàng cho nó nhanh các bạn. Ok, chúng ta nung được cũng 15 vàng đấy các bạn ơi. Ôi đợi, lúc nãy thì mình đào than mình vừa chết ở dưới hang động. Ô, con gì đấy? What? Con gì đấy? Ơi, đâu rồi, đâu rồi? Ủa, con cua các bạn à. Ủa, đâu rồi ta? Mình mới thấy đây mà, nó biến mất rồi. What the hell, như ma vậy các bạn. Ui, một cái con cua giống như là một cái viên đá vậy đó. Ôi, nhìn nó đẹp thật, chưa kịp thấy nữa là nó biến mất tiêu rồi. Trời mưa sắp chớp dữ dội rồi, không biết ngày mai chuyến đi chúng ta như thế nào nữa đây. Rồi, bây giờ chế tạo táo vàng thôi. Thì mình chỉ có duy nhất là 3 trái táo vàng thôi nha, nên là mình sẽ sử dụng cẩn thận hơn. Được 2 trái rồi nè, chúng ta cần thêm một ít vàng nữa. Nhanh lên nào. Và hình như cái con quái của mình này nó càng ngày nó càng bự ra các bạn à. Đến khi nào nó mới phá vỡ được cái chuồng này đây? Thì đợi đến ngày đó khá là lâu. Rồi, ok, hy vọng là đủ ha. Vẫn thiếu một cục các bạn à. Rồi, ok, vậy là chúng ta đã có được 3 trái táo vàng. Wow, rất là tốn vàng luôn. Rồi, đi ngủ thôi các bạn. Chuẩn bị lên đường. Có gà gáy nữa các bạn à. Mình vừa nghe thấy tiếng gà gáy. Thì chắc là mình sẽ... Đâu rồi? Từ từ đã. Đây, mình sẽ lấy có mũi tên ở đâu là mình lấy hết nha. Mình còn ở ngoài còn một ít xương rồng đen và xương rồng trắng đúng không? Mình sẽ ra ngoài mình làm thêm mũi tên từ xương rồng. Xương rồng đen đây. À, đầu tiên là chúng ta phải đặt... đây, xương rồng đen tầm... 18 cái. Rồi mình sẽ đặt xương rồng trắng vào. Như vậy chúng ta có thể chế tạo được một mũi tên. Gọi là mũi tên rồng đen. Mình sẽ chế tạo hết, vậy là được 44 mũi, hình như hơi bị ít nha. Không biết xương thường chúng ta có thể tạo được không? Không được. Nếu mà xương kia thì dùng xương kia thì hết ổn lắm các bạn. Mình chỉ còn có vài cục xương nữa thôi. Thôi cãi đi chơi luôn, biết sao giờ. Tại vì chứ sao giờ mình cũng phải đi đánh chặn thôi, đúng không? Đấy, như vậy là chúng ta được gần một hơn 100 cái mũi tên. Rồi, bây giờ cắt những cái thứ tào lao bí đao ở nhà hết. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ đi lên đường đại chiến với rồng lửa thôi các bạn. Mọi người đã sẵn sàng chưa nào? Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ lên đường thôi. Ok, xin hai cây đuốc nha. Thì đầu tiên đánh được rồng lửa chúng ta ở bộ giáp của mình. Ôi, từ từ. Cái mũ sắp hư rồi, phải chế một cái mũ mới. Mình còn giáp của cái con da của cái con bò cạp. Đây. Ôi, mình sẽ chế một cái mũ bò cạp. Rồi, một cái áo giáp bò cạp. Cái quần thì không đủ rồi đó. Không biết là cái bộ đồ này nó có thể chống được độc không. Thì đâu, trước tiên này chúng ta nên mặc cái bộ giáp rồng trước ha. Mình nhớ là chúng ta còn một cái bộ giáp rồng. Từ từ. Mình còn một bộ giáp rồng lục bảo mà đúng không. Chúng ta chỉ còn lại 3 cái vảy thôi. Không có đủ chế tạo cái mũ các bạn à. Phải 5 cái vảy trở lên. Đây, chúng ta còn một ít da của bò cạp này. Vẫn chế được cái quần. Chỉ là chúng ta thiếu cái đôi giày lục bảo. Ok, rồi vậy là tạm rồi. Giờ đi thôi. Hy vọng mình sẽ tìm ra được cái ổ của con rồng lửa để mình tiêu diệt nó cho các bạn xem. Thì đây là chuyến đi khá là mạo hiểm. Có thể sẽ không tiêu diệt nó đâu nha, nên là các bạn đừng quá đặt hy vọng vào mình. Thì trong chuyến đi là mình nên nghĩ là lên có thạch ở trên đường thì chúng ta nên lấy thôi. Tại vì biết đâu được là đến đó ăn hết thạch thì nguy hiểm lắm các bạn. Đấy, nhất là con bò này nè. Con bò này với thịt heo nó hồi nhiều máu lắm các bạn à. Ui, nó chạy nhanh thế. Phải không ta? Đúng rồi, thịt bò này nha. Thịt bò mà phải đốt chín từ cái kiếm của rồng nha. Đó, nó mới hồi máu nhiều. Còn thịt mấy con này thì không có hồi máu. Rồi, ok. Thì cứ đi thẳng thôi các bạn. Một đường rất là dễ nhớ. Ô, phía trước hình như mình thấy lửa rồi kìa. Cái con rồng lửa này là con rồng lửa mini. Còn con rồng lửa lớn là chúng ta phải đi thẳng nữa, còn xa lắm các bạn à. Nhưng mà mình sẽ xử cái con rồng lửa mini này trước ha. Còn con rồng lửa bự thì mình sẽ đi xử xong rồi mình sẽ qua. Ui, rồng lửa mini thì easy rồi. Này thì rồng lửa này nó chỉ ui, nó gấp mình lên luôn kìa, ghê vậy. Mình cứ tưởng nó không biết bay mà nó đã biết bay rồi sao. Từ từ, ấy da, ông. Rồi, thôi xong rồi, cháy chết rồi. Ok, và mình đã quay trở lại. Lần này chúng ta sẽ ăn táo vàng vào trước. Mình nghĩ là con rồng lửa nhỏ dễ xử, ai dè đâu nó đi gấp mình lên các bạn. Nhưng mà nó vẫn đỡ hơn con rồng lửa bự. Đâu rồi, mày đâu rồi rồng lửa? Đâu rồi, trốn đâu rồi ta? Con rồng lửa này nó không có biết bay nên là mình phải đi tìm xung quanh thôi. Lửa đây là mới cháy rồi các bạn.
Mình vừa mới chết ở đây luôn. Đâu ta? Con rồng lửa đâu? Ra đây nào. Bị mình đánh sợ quá chạy rồi à. Ui, vừa nghe tiếng của nó. Ở đâu đây? Ôi nó sợ quá, nó chạy rồi các bạn ơi. Đây mình lên đầu nhìn cho dễ nè. Không thấy một con gì luôn. Đây, rồng lửa đâu? Ơ à? Thôi không có, chúng ta đi tiếp, đi kiếm con rồng bự đánh luôn ha. Ôi ôi, làm ăn hết trái táo vàng uổng không. Mình đã đi tới gặp cái hang động rồi các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt block qua, làm một cái cầu để sẵn tiện đường đánh dấu luôn ha. À, cầu gì ngộ vậy? Rồi ok, đặt như vậy cũng được. Rồi, như vậy là xong cái cầu bắt qua nè. Giống như là đi thỉnh kinh vậy. Bây giờ chúng ta cứ tiếp tục đi thẳng thôi. Ôi, có bí ngô các bạn à. Chắc là mình phải thu thập một ít bí ngô về. Để sau này chúng ta gặp mấy cái con rắn quái vật nữ hoàng rắn á, thì mình đội vào khi mà mình đánh với nó, mình sẽ không bị hoa đá. Ở đây này đội không được. Ok, tiếp tục đi thẳng. Đi theo hướng mặt trời luôn các bạn. Đúng là đi theo hướng mặt trời luôn nè. Nhanh lên đi, trời sắp tối rồi. Ôi, mình thấy bắt đầu thấy cháy lửa rồi đó nha. Thấy cái vùng đất bị đốt rồi đó nha. À, chúng ta hình như là sắp đến rồi đó. Ok, hình như là mình gần đến rồi các bạn ơi. Đây, cuối cùng chúng ta cũng có thể thấy đất bị đốt rồi nè. Kia rồi. À, cái ổ rồng lửa các bạn. Nhưng mà nó đâu? Không thấy con rồng. Con rồng kia rồi. Này, mình sẽ bắn nó. Mình sẽ đợi nó đáp xuống đi rồi mình sẽ bắn nó. Hồi nó không đáp xuống, mình bắn luôn. Không biết mũi tên mình bắn tới không nữa nè các bạn. Uầy, nó phun lửa kìa. Này, ôi con này không phải rồng lửa các bạn. Con này là rồng lửa màu cam, rồng tắt hả? Rồng gì đó mình không biết. Chắc là rồng lửa. À, một mũi tên rồi này. Nó dạng rồng lửa nhưng mà nó khác màu thôi các bạn. Mình nghĩ là không nên lại gần cái ổ của nó. Lại nó phun xuống một cái là mắt rương là ủ lắm các bạn. Mình phải dụ nó ra ngoài này nè. Đấy, mình sẽ dụ nó ra xa. Ôi, con Ripper nữa kìa. Rồi, đến lúc ăn táo vàng vào rồi. Ăn dính một chưởng của nó là đi đời đấy. Ê! Ok, lại là mình đây. Mình đã đến được cái nơi đó ở các bạn. Từ từ, bây giờ mình phải tập trung chú ý vào cái đã. Ăn táo vàng vào đổi giáp. Tại vì mình đã hư giáp kia rồi, đổi giáp thôi. Đây, đổi giáp của bò cạp. Đâu rồi. Đằng này chúng ta sẽ tập trung chú ý một tí nữa nha. Nãy mình vừa chưa kịp gì hết trơn. Là cục lửa nó bay vào đầu. À, trời mưa rồi này. Trời mưa rồi, hết thấy rồng luôn. Hy vọng nó cũng không thấy mình. Đâu rồi, anh rồng lửa đó rồi. À, thấy rồi. Trời mưa thì nó sẽ bay thấp hơn đúng không? Rồng lửa này. Ui, mình đi bắn cung không bị chứ không có trúng đâu các bạn. À, một mũi. Ui, nó phun lửa mình không thấy luôn. Trời mưa chúng ta bị hạn chế tầm nhìn rồi. Không có thấy được con rồng. À, không có thấy được cục lửa. Đây mình sẽ bắn lên. Đây, thấy chạy. Âu. Đó các bạn phải chạy kịp là không có bị dính. Ồ, nó bay vô mây kìa, không thấy. Xuống đây. Ui. Ui. Đó các bạn thấy ghê chưa? Qua đây. Ủa, hết mưa rồi. À, lần này chúng ta phải cẩn thận mới được. Giờ làm sao để chúng ta vào đây đây? Vào đấy. Chắc là mình phải đào hầm nhờ. Đào hầm thì nó cũng biết các bạn. Con rồng lửa kinh dị thật sự luôn. Xuống đây, nó không dám xuống đấu với mình. Là mình bắn mũi tên lên khá là uổng phí này. Xuống đây. Ui, nó bay nó né nó kìa. Trời, con rồng gì thông minh vậy. Vậy mình sẽ tranh thủ vào lấy đồ nha. Không được, nó khô quá các bạn à. Nó né nữa kìa. Cãi nó đi, mình sẽ lấy đồ. Ui, thịt rồng. Thức ăn cho rồng, xương rồi. Chạy. Đấy, thấy không. Rồi, nó phun lửa một phát. Holy crap, không biết là cái khu đó rương có bị cháy không nữa các bạn. Mình chỉ lấy được một ít miếng thịt rồng và xương thôi. Ui, ý là mình nhanh tay đó nha. Mình chậm tay là mắc luôn rồi đó. Hồi giờ có thịt rồng rồi, qua cho rồng lục bảo ăn tiếp. Đây, cho rồng lục bảo chúng ta ăn nào. Đấy, rồng lục bảo chúng ta khá là bự rồi. Bây giờ thì nó đã 120 máu và 26 ngày tuổi rồi các bạn. Nó đã lên cấp 2. Ở cái giai đoạn tuổi thứ 2 rồi nè. Thì wow, tuyệt vời. Giờ mình không thấy cưỡi nó nữa rồi. Mình cũng không thể bắt nó vào trong được nữa rồi. Cũng may có bộ giáp bò cạp các bạn. Bộ giáp bò cạp có vẻ như nó mạnh hơn bộ giáp rồng hay sao ấy. À, như mình có thể chế thêm được một bộ giáp, đó chính là đây, bộ giáp từ sắt. À, từ thịt của cái con kia, không phải bộ giáp này.
Đây mình nhớ có thể làm được bộ giáp từ sắt này nè, nhưng mà mình đưa vô nó thành bộ giáp gì không rồi các bạn. Kỳ lạ thật sự luôn ấy. Giờ mình thử bấm vào nè. Đó, nó cứ gợi ý ra bộ giáp sắt bình thường à. Mình nghĩ bộ giáp kia nó đẹp hơn nhưng mà nó không có cho. Ấy mình có thể chế tạo thịt rồng nè. Ờ, à, thì mình sẽ tạo đi. À, nãy thấy lấy được xương các bạn. Ok. Ui, con rồng rụt bỏ nó kêu lớn quá. Đấy. Anh em thấy gì chưa? Bây giờ nó bự lắm rồi nha. Thì rồng mình nuôi nó không cắn nhau đâu nên là các bạn yên tâm. 128 máu, 28 ngày tuổi. Wow. Không biết khi nào mới cưỡi được, thì chưa cưỡi được đâu. Trong cuốn sách ghi là cấp 3, cấp 4 của cái độ tuổi nó mới có thể bay được. À, từ từ, mình phải cho nó lại. Tại vì các bạn biết đó, ở trong những cái season lần trước á, mình là đã không có chói nó lại và nó đã bay mất nha các bạn. Đó. Nó có thể bay được rồi đó nha, nguy hiểm lắm. Và mình đã cho nó đứng yên rồi nên là chắc là không sao đâu. Bây giờ chúng ta phải quyết chiến một lần nữa. Từ từ, mình phải nâng cấp cái ba lô mình lên nha. Mình nghĩ là chúng ta nên nâng cấp ba lô lên. Từ từ. Ba lô. Đây, ba lô đây. À, ba lô nâng cấp thì chúng ta để hai cái ba lô chồng lên nhau à. À, vậy là phải chế thêm một cái ba lô nữa à. Thôi vậy thì tốn công, tốn phí quá các bạn. Phí sức quá. Thôi chúng ta đi chiến tiếp thôi. Cắt một ít đồ linh ta linh tinh vào rương rồi chúng ta chiến tiếp. Ok, đi thôi. Ok, mình đến được đây thì ăn rất là nhiều thịt các bạn. Ok, 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 ok. Vô lấy các bạn ơi. Đấy. Ui, nó phun lửa nó biết. Trời, nguy hiểm vậy. Kinh vậy. Ờ, hết tóc vàng rồi các bạn. Chắc là mình phải đỡ bằng khiên thôi. Bây giờ mình sẽ đi vào lấy từ từ. Thì chúng ta phải đếm được thời gian mà nó phun lửa xuống nha, mình mới có thể lấy được. À, có khiên có thể đỡ được. Ok, ok. Ok, lần này mình sẽ quyết định không có chết ngu nữa nha. Nãy mình đừng bao giờ quay lưng lại với cái con rồng lửa. Đây, đừng bao giờ quay lưng lại với kẻ thù. Một bài học khá là quý giá. Chúng ta sẽ đi đường vòng. Đấy, mình sẽ đi vào những cái đám cây này. Nó sẽ đỡ chống chịu sát thương hơn. Ui. Ui, nấp trong mây thấy nguy hiểm quá vậy. Rồi, ok mọi người. Thì sau gần một tiếng mình đấu với nó đấy các bạn đấy nè. Giờ giáp mình te tua hết, khiên mình đã mắc hết luôn nè các bạn. Hư hết luôn. Và thức ăn cũng đã sắp cạn kiệt rồi các bạn. Đó, và các bạn xem này, cái khu này á, nó đã trở thành một cái khu được gọi là khu nát nhất lịch sử. Đây các bạn coi nè, trời ơi. Nó hả, nó phun lửa tùm lum tùm la hết. Và cuối cùng thì các bạn biết đó, chuyện gì thì cũng sẽ đến. Mình đã tiêu diệt được cái con rồng, mũi tên của mình đây. Bắn thì chỉ còn lại đúng 3 mũi tên nữa các bạn. Nãy chế là mấy trăm mũi, mà bây giờ chỉ còn lại có 3 mũi tên. Ôi, công nhận đánh mấy con rồng nó mệt thật sự các bạn à. Mới gặp rất là nhiều khó khăn trục trặc. Và đây, cuối cùng thì xác của nó cũng đã nằm ở đây. Sau gần một tiếng chiến đấu với nó. Đấy, mình đã về chế tạo mũi tên thêm rất là nhiều luôn các bạn. Tốn rất là nhiều xương luôn. Đó, bây giờ mình sẽ lấy thịt nữa ha. À, quên lấy thủy tinh nữa rồi. Rồi, chúng ta sẽ lấy vảy đi. Lấy vảy rồng. Mình nghĩ là con này nó cũng chỉ ra cái máu rồng lửa thôi. Tại vì nó thuộc dạng rồng lửa là nó chỉ ra rồng lửa thôi các bạn. Đó. Thịt rồng gì mình cũng đã ăn sạch rồi. Bây giờ mình mới thu được thêm 7 miếng này. Một trái tim. Một đầu rồng tiếp. Và bộ nhiều cái vảy đây. 24 cái vảy. Ui, con này vảy nhiều thế. Vảy nhiều hơn những cái con rồng lần trước. Rồi bây giờ chúng ta vào thu thập đồ thôi. Thoải mái rồi. Chúng ta có giấy này. Mình sẽ cắt những cái thứ không liên quan ở đây đi. Tại vì trong cái rương đồ này á, toàn là đồ VIP thôi các bạn. Đồ hiếm không à. Rồi nãy cái rương này lấy rồi đúng không? Ui, thịt rồng nữa nè. Ôi, trời đổ mưa luôn rồi các bạn. Vừa chiến đấu xong là trời đổ mưa ngay. Công nhận ông trời biết mình vất vả rồi. Ui, có con dao nữa này. Ui, toàn là đồ mới các bạn. Hát chuyện thạch này. Rồi bên đây có gì đây? Xì chỉ vàng, toàn là đồ sắt thôi. Toàn là xì chỉ, xương và giấy thôi các bạn. Không biết giấy đó làm gì thì tí nữa đem về chúng ta sẽ tra khảo sau. Wow, quá nhiều đồ các bạn. Ôi, một quả trứng rồng lửa. Oh, dạ rồi. À, mình sẽ để tên nhận ở đây. À, một quả trứng rồng lửa mới. Thì ông mình biết ngay là ở những cái hang này thường là xuất hiện trứng rồng là siêu nhiều, cực kỳ nhiều luôn. Và thức ăn cho rồng hình như là có 12 mười mấy miếng vậy. Ít quá. Thôi bây giờ đi về thôi.
Nhưng mà trước tiên đi về thì mình thấy một cái điều hiện tượng lạ nha. Ở cái táo đó đã nở, cái cherry đã nở kìa. Đây, mình đã phát hiện cái chỗ ở của người cá các bạn. Chắc là tập sau mình sẽ qua đây mình xử. Bên kia, bên kia chắc có rồng nữa quá. Rồi thôi xong rồi, bị người cá thôi miên rồi các bạn à. Thôi xong rồi. Ui, nó hát thì đánh luôn. Này thì hát. Oh shit. Ui, ghê đấy. Các bạn thấy nghe tiếng hát nữa không? Kinh dị thực sự luôn. Trời mưa rồi, đi ngủ cái đi. Ui, ok. Chắc là mình sẽ đại chiến với người cá ở những tập tiếp theo. Và bây giờ mình sẽ cho rồng mình ăn. Đây, để cho con rồng lục bảo của mình nó lớn một tí cơ ạ. Ui, người cá nó thôi miên ghê chưa. Thật thôi miên. Đây, giờ cho rồng ăn thôi. Wow, mình cho hết thức ăn luôn này các bạn. Ui, nó bự kinh khủng luôn rồi này. 189 máu, 44 ngày tuổi, nhưng mà vẫn ở cái cấp độ 2. Thì khi nào qua cấp độ 3 rồi mình mới có thể cưỡi được nha. Cấp độ này cưỡi là gãy cánh luôn á. Ok, cứ nhốt nó đó đi. Bây giờ xem này. Đây, con rồng lục bảo của mình. Wow, bự đẹp quá các bạn à. Đây, mình selfie với nó một tấm nè. Đấy, ok. Wow, rồng lục bảo có khác. Công nhận không uổng công mình nuôi. Rồng này đẹp cực kỳ. Rồi, nãy bây giờ mình ra mình xem là mình lấy được cái gì ha. Vảy rồng nè. Chúng ta có thể làm được bộ giáp rồng. Xương, một ít xương. Một ít áo giáp. Để mình coi giấy mình có thể làm được cái gì từ giấy không. Giấy chúng ta có thể làm được sách rồng. Sách rồng lục bảo. Cái này không phải lấy sách rồng lục bảo. Mình sẽ lấy một cái hạt giống. Cái này là cái gì ta? Lúa hả? Đặt lúa vào. Mình sẽ làm một cuốn sách màu xanh. Thử coi là cuốn sách này hướng dẫn về cái gì ha. Nãy nó nói là đặt cái gì ta? Lúa, đúng không? Đây, lúa đây. Có lúa. Đặt lúa vào, lấy cái này. Để mình cắt một ít thứ vào rương cái đã. Trận chiến này coi. Công nhận là tốn kém quá các bạn à. Đánh một cái con rồng mà te tua, tê tả hết. Rồi, ok, chúng ta có lúa rồi. Bây giờ mình sẽ đi lấy một ít hạt giống mới này. Như là trái gì ta? Nãy nó nói. Hình như mấy cái trái tròn tròn mới được, đúng không? Để mình xem lại nào. Đây, hình như mấy cái trái mà có lá mọc hai bên như vậy mới được các bạn à. Mình xem ấy, hình như trong đây mình không có. Ok vậy. Không có luôn. Rồi, vậy là mình không thể nào mà chế sách màu xanh. À đây, 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 có một trái. Ui, may thế. Để xem. Sách và hạt giống và cái này. Ok. Sách thì làm từ gì đây? Bây giờ mình có thể làm sách từ mía và giấy và da bò rất là đơn giản các bạn. Không có như sinh tồn phức tạp lần trước ha. Giờ chúng ta sẽ lấy thu hoạch mía. Rồi mình sẽ đi làm ít giấy. Mía thì chỉ cần đặt vào thôi. Ôi. Ok. Rồi được 15 miếng giấy các bạn. Bây giờ mình cần một miếng da bò để là mình được hoàn thành một cuốn sách rồi. Đây, ok. Easy quá. Đây, ở phiên cái mod này nó chế tạo rất là đơn giản ha. Một hạt giống và mình cần thêm một cái miếng này. Đây, chúng ta được một cuốn sách màu xanh. Sách màu xanh này thì chỉ gì đây? Gì đây? Nó hướng dẫn mình các bạn. Animal này. Bây giờ mình sẽ coi con gà thử. Con gà thì... đây, con gà mình có thể lấy lông và thịt này. Đây là những cái loại gà các bạn. Con bò. Vậy là mình chỉ coi được bao nhiêu thôi sao? Bạn... nhiều loại bò. Chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 loại bò các bạn. Vậy là đây là cuốn sách về động vật. Mình chỉ xem được bao nhiêu à. Thức ăn nữa này. Thức ăn là trứng gà, rồi sữa lấy từ gà, bò, rồi tùm lum hết. Vật dụng nè. Mình nhớ là mình có thể làm được một cái bẫy. Mình có thể làm được cái bẫy bắt cá các bạn. Đây. Một cái bẫy bắt cá này thì các bạn sẽ để trái cây hay là thức ăn gì đó vào. Rồi các bạn sẽ đặt xuống nước. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ đợi cá vào thôi. Chắc là mình nghĩ là mình nên làm ở tập sau. Thì tập này chủ yếu là làm được bao nhiêu là tuyệt vời lắm rồi. Giờ cho rồng ăn đi. Đây mình sẽ làm thức ăn cho rồng. Hết thịt rồi các bạn. Hồi nãy thì mình đã ăn hết rồi. Để coi còn xương không ta. Mình còn một ít thịt trong rương này. Đây, nãy xương mình cắt ở đâu rồi? Đây. Ok, bây giờ mình sẽ làm nha. Ui, mình có thể làm được cái chổi nữa này. Vậy là có lưu ly nữa là làm được chổi rồi sao? Kìa, mình không biết là nên làm thảm hay là làm chổi các bạn.
Làm thảm thì cũng được, làm chổi cũng được. Thì các bạn đừng quên comment bên dưới cho mình biết nha. Giờ mình sẽ chế thịt rồng được 3 miếng à. Tại vì còn có nhiều thịt à, nãy đi đại chiến rồng ăn hết rồi. Tiếp tục cho bé rồng lục bảo ăn. Đấy, 200 máu, 47 ngày tuổi. Wow, chưa cưỡi được các bạn à. Ui, nhìn lại con rồng lửa của mình thấy tuổi thăng ghê không. Nó chỉ bằng cái móng giò của con rồng lục bảo thôi. Móng chân nữa các bạn. Ok, rồi tập sau chúng ta sẽ mặc bộ giáp khác rồi. Mình nghĩ là như vậy thôi. Thì mình nghĩ tập này đến đây thôi ha. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Và hy vọng các bạn đừng quên ấn nút like trước khi rời đi cái video này nha. Và cảm ơn các bạn đã xem. Mình là Zilcat. Chúc các bạn mọi ngày tốt lành. Bye bye.